Hello everyone, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với 100 câu thành ngữ trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhất định cần phải học. Ok, những cái bạn lớp 12 á nhất định là phải học những cái thành ngữ này. Những thành ngữ này rất là hay. Chưa, cái phần thành ngữ là cái phần khó nhằn trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia đấy. Bởi vì chúng ta không có dịch nghĩa theo nghĩa đen được. Nha, dịch nghĩa đen thì nó không ra cái gì hết. Rồi, chúng ta sẽ vào câu thành ngữ 81. Take things to piece, take things to piece tức là tháo ra từng mảnh, tháo ra từng mảnh. Ví dụ này, men like to take things to pieces and put them together. Những người đàn ông là thích tháo ra từng mảnh và gắn chúng lại với nhau. Thành ngữ thứ 82, put one foot in it, put on foot in it. Cái này có nghĩa là gì? Bất là đặt này, đặt chân của ai vào trong đó. Dịch nghĩa đen như vậy nhưng mà không phải là như vậy, gây nhầm lẫn, bối rối, gây nhầm lẫn, gây bối rối, ha, rồi phạm sai lầm, gây bối rối. Ví dụ này, I really put my foot in it when I asked her about her job. I didn't know she just been fried. Tôi thực sự gây bối rối, tôi thực sự là bối rối khi mà tôi hỏi cô ta về nghề nghiệp của cô ta. Tôi không biết là cô ta vừa mới bị sa thải. Cái từ fried đây là sa thải nè. Rồi, cái từ 83 là pull one weight. Pull one weight, weight là cân nặng, kéo cân nặng của ai, nhưng mà không phải là vậy, phải là nỗ lực làm tròn trách nhiệm nha. Nỗ lực làm tròn trách nhiệm. Pull one weight. Pull one weight. Pull one weight, ok. Ví dụ này, the rest of the team complained that Sarah wasn't pulling her weight. Cái này có nghĩa là những người còn lại trong đội phàn nàn rằng Sarah đã không làm tròn trách nhiệm của cô ấy. Ok. Thành ngữ 84, make ends meet. Make ends meet, xoay sở để kiếm sống. Là xoay sở để kiếm sống là manage. Xoay sở để kiếm sống đó, make ends meet. I have to work at two jobs to make ends meet. Tôi phải làm hai công việc để mà kiếm sống. Make ends meet, xoay sở để kiếm sống. Thành ngữ 85, get the hole. Get the hold of the wrong end of the stick. Hơi bị dài nhá. Get the hold of the wrong end of the stick. Rồi, cái này là hiểu lầm ai đó. Hiểu lầm ai đó này. I think I must explain to her that she got hold of the wrong end of the stick again. Tôi nghĩ là tôi phải giải thích cho cô ta rằng cô ta đã hiểu nhầm tôi. Rồi, thành ngữ 86 là cut and dried. Cắt và sấy khô, dry là sấy khô, cắt và sấy khô là chúng ta dịch bình thường nhưng mà không phải, đó là cuối cùng, không thể thay đổi, cuối cùng không thể thay đổi và rõ ràng dễ hiểu. Ví dụ này, although a deal has been agreed, it is not yet cut and dry. Mặc dù bản thỏa thuận đã được đồng ý nhưng mà nó không không rõ ràng. Người đàn quyền của con người, vấn đề nhân quyền của con người. Right là vấn đề nhân quyền, right là quyền, human là con người. Vấn đề nhân quyền con người, có nghĩa là không không thể thay đổi được. Cut and dry, nhớ chưa? Không thể thay đổi. Stay on one toe, toe là ngón chân. Stay on one toe, keep on one toe, giữ chân ngón chân của ai đó, là cảnh giác, thận trọng. Careful, careful đó, cảnh giác thận trọng. Ok, we had better keep on our toes while we are walking along the dark portion of this street. Câu này có nghĩa là chúng ta tốt hơn hết là nên thận trọng, cảnh giác trong khi đi dạo, đi dọc theo cái phần tối tăm của con đường này đó. Stay on one toe hoặc là keep on one toe. Không phải là giữ ngón chân của ai đâu mà là cảnh giác thận trọng. Ok. Thành ngữ 88 là see eye to eye, nhìn từ mắt tới mắt. See eye to eye, đồng tình. Đồng tình. Ok, nghĩa là đồng tình đó. I'm glad that they see eye to eye on the matter of the conference location. Tôi rất là hân hạnh, tôi rất là vui rằng bọn họ đã đồng tình về cái vấn đề mà ở chỗ vị trí của cái cuộc hội nghị. Đồng tình nhau đó ha. 88, 89 là have in mind, mind là trí nhớ, trong trí, trong cái tâm trí, tức là luôn luôn ở trong tâm trí, vậy là đang suy tính cân nhắc,
đang suy tính, cân nhắc. Have in mind, have in mind. I don't want to see a movie now. I have in mind going to the park. Tôi không muốn đi xem phim bây giờ. Tôi đang cân nhắc là đi công viên. Have in mind. A lost cause. A lost cause. Lost là bị mất. Cause là nguyên nhân bị mất. Hết hy vọng không thay đổi được gì. Hết hy vọng không thay đổi được gì nữa. A lost cause. Chúng ta coi ví dụ này. It seems that Charles will give it up. I suppose he is a lost cause. Tôi dường như là Charles sẽ từ bỏ nó. Tôi cho rằng anh ta đã hết hy vọng rồi. Ok, hết hy vọng nha. To be born to. To be born to là gì? Chắc chắn. Sure, chắc chắn đó. You're born to be late if you don't hurry. Bạn chắc chắn sẽ bị trễ nếu bạn không nhanh. Rồi. At heart, ở trong trái tim, thực chất cơ bản, thực chất, basically, fundamentally, thực chất cơ bản. Ok. Now, James sometimes seems quite unfriendly, but at heart he a good person. James thỉnh thoảng thì có vẻ hoàn toàn không thân thiện, nhưng thực ra, nhưng thực chất thì anh ta là người tốt. Ok. Thành ngữ tiếp theo, to know by sight. To know by sight. Nhận ra, recognize. Recognize. To know by sight. To know by sight. The woman said that she would know the thief by sight if she ever saw him again. Người phụ nữ nói rằng cô ta có thể sẽ, cô ta sẽ nhận ra được tên trộm nếu mà cô ta nhìn thấy anh ta, nhìn thấy anh ta lần nữa đó. Rồi câu tiếp theo, now and then rất là hay ra luôn trong cái đề thi ha, chắc để ôn tập trung học phổ thông quốc gia, rất là hay ra mấy cái thằng này nè. Now and then, now and again, at times, from time to time, from time to time, up and on nè, up and on, once in a while, the one in blue moon đó, every so often, every so often, cái này có nghĩa là sometime, thỉnh thoảng, không thường xuyên. Cái này chúng ta cũng đã học rồi đó. Now and then, now and again, at times, from time to time, up and on, one in a while, every so often. I visit her now and then. Tôi thỉnh thoảng đi thăm cô ta. Rồi thành ngữ tiếp theo, to take pain. Pain là nỗi đau. To take pain, làm việc cẩn thận và tận tâm. Ok, cẩn thận, tận tâm. She take pain to do everything well. Cô ta làm mọi việc rất là cẩn thận. Rồi make to do, to make do, to make do. Tự nhiên hai cái động từ make với do lại đi với nhau như thế này, nghe lạ quá đúng không? Và thành ngữ đấy, xoay sở, đương đầu, manage, to manage, to cut, xoay sở, đương đầu. During difficult economic time, many people have to make do with less. Trong suốt cái những cái lần mà suy thoái kinh tế khó khăn thì rất là nhiều người phải xoay sở, phải xoay sở. Rồi, sell someone shorts, sell someone shorts, bán ai đó cái quần short hả? Cái này cứ là đánh giá thấp, đánh giá thấp. Don't sell yourself short, you got what it takes. Đừng đánh giá thấp, bạn sẽ lấy được cái thứ mà bạn cần. Rồi cái này, face the music, đối mặt với âm nhạc hả? Face the music, chịu trận, có nghĩa là khi mà bị ai la hét, chúng ta hay bảo là lại nghe nhạc rồi đấy. Nghe hát rồi đó, nhưng mà thực chất là chịu trận lắm, giống ha, face the music. Mary brought a dining room window. Mary brought, tức là Mary đánh bể cái kính cửa sổ ở phòng ăn và cô ta sẽ phải đối mặt với bố cô ta khi bố cô ta trở về nhà. Let the cat out of the bag, để con mèo ra khỏi cái giỏ. Thành ngữ, ok, để lộ bí mật, để lộ bí mật nè. Let the cat out of the bag. Mà là con mèo dính dáng, thành ngữ hơi bị nhiều. It's a secret. Try not to let the cat out of the bag. Đó là bí mật nhé, đừng có nói với ai đấy. Rồi, on probation. On probation có nghĩa là cái gì? Là trong thời gian quản chế. Trong thời gian quản chế nè. Khi mà An đang trong thời gian quản chế thì cô ta đã báo cáo với cảnh sát thường xuyên nè. John bị quản chế 1 năm nè. Chưa? Đó, những người vi phạm nhỏ, người ta quản chế địa phương đó. On probation. Đây là 100 thành ngữ tiếng Anh thường hay gặp trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia. Rồi chúc các bạn thi tốt nha.